Kết quả cuộc bầu cử quốc hội tiệp khắc, kính thưa quý vị, tin từ Prague. Đảng Dân Chủ Xã Hội đã nhận được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội, nhưng sẽ gặp khó khăn trong việc thành lập chính phủ. Đảng Dân Chủ Xã Hội đã nhận được 21% số phiếu, phải liên minh với ít nhất hai đảng khác để thành lập chính phủ. Phong trào chống tham nhũng ANO do nhà tỷ phú Andrei Babis thành lập cách đây 2 năm đã về nhì, chiếm được 19% số phiếu. Đảng Cộng sản mất quyền lực sau cuộc cách mạng Nhung năm 1989 đã về hàng thứ ba. Kết quả bầu cử sẽ làm cho tiệp khắc có 10.5 triệu dân gặp tình trạng khó khăn thành lập một chính phủ ổn định trong lúc nền kinh tế đang suy thoái. Chủ tịch Đảng Cộng sản là ông Wojciech Filip nói rằng nếu chính phủ được thành lập, không phải là chính phủ mà Đảng Cộng sản có thể ủng hộ thì sẽ không tham gia. Đảng Cộng sản đã chiếm được 15% số phiếu và chưa từng chia sẻ quyền lực kể từ năm 1989. Ông Bohuslav Sobotka là chủ tịch của Đảng Dân Chủ Xã Hội nói rằng tình trạng sẽ rất khó thương lượng để thành lập chính phủ và ông ta sẵn sàng thương lượng với các đảng khác. Liên minh cầm quyền trước đây đã sụp đổ trong tháng 6 vì tai tiếng theo dõi bất hợp pháp và tham nhũng. Đảng Dân Chủ Dân Sự chiếm được 7.5% số phiếu, Đảng Top 09 chiếm được 11.5% số phiếu.